Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Điện ảnh trong tầm tay, một chương trình truyền hình thực tế dành cho những bạn trẻ đam mê điện ảnh và muốn trở thành đạo diễn. Ở những tuần trước, chúng ta đã có dịp theo chân ba đội để thực hiện nhiệm vụ quay clip hậu trường. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp ở những bối cảnh khác nhau của đoàn phim. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay phim, họ đã có một ngày tập trung tại phòng dựng để hoàn thành sản phẩm của mình. Ban tổ chức đã hỗ trợ cho các bạn máy móc cũng như kỹ thuật viên để các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ dựng phim. Mặc dù chỉ có 8 tiếng đồng hồ để dựng phim, nhưng họ đã làm rất tốt công việc của mình. Sau khi dựng phim xong, các bạn sẽ có một cuộc gặp gỡ với ba vị giám khảo để trình bày clip hậu trường của mình. Ba vị giám khảo của vòng thi quay clip hậu trường là đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, giám đốc hình ảnh Nguyễn Nam, diễn viên nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp. Chị cũng là người đóng vai trò điều hành sản xuất bộ phim Cô Dâu Đại Chiến. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem clip hậu trường của cả ba đội cùng các vị giám khảo nhé. Nhóm của tụi em xin chào ban giám khảo. Chuẩn bị cắt cái của ảnh. Rồi. Nói chung là diễn cái cảnh đó khi mà tập thì hai anh em cười rất là nhiều, rất là gần tới cái cảnh đó là hai người lúc nào cũng bật cười hết, không diễn tiếp được nữa. Thank you.
Em có thấy hài lòng với cái clip này không? Dạ em cảm thấy hài lòng. Dựng thì dựng từ sáng cho đến đến chiều tối thì sau khi mà coi lại thì thấy rất là hài lòng với những gì mình đã làm được. Từ những cái clip, những đoạn clip ngắn, những đoạn clip nói chung là nó lung tung, nó nhiều thứ mình quay rất là nhiều. Nhưng mà mình dựng được lên tới đó là cảm thấy rất là hài lòng. Vì ít ra thì mình cũng đã cố gắng hết sức của mình. Cái clip của em là dài bao nhiêu? Kể cả đầu đuôi luôn là dài bao nhiêu? Đầu đuôi luôn là 4 phút 8 giây. Quy định của ban tổ chức là bao nhiêu? Dạ từ 3 đến 5 phút. Sao mình không làm cho nó hết 5 phút đi? Dạ. Sao mình không làm cho hết 5 phút? Tận dụng tới đây. Em nghĩ là tới đó là đã đủ rồi. Nếu như mình có thể là mình làm nó dài hơn, nhưng mà nếu như mình không có đủ cái độ hấp dẫn thì nó quá dài thì nó sẽ gây cho người khác thấy nhàm chán. Làm gì làm các bạn phải nắm được tất cả những cái tình huống hấp dẫn nhất. Và đôi lúc các bạn sẽ phải là chui núp ở đâu đó để có được những cái góc máy để mình thấy được rõ nhất những cái tình huống. Anh nghĩ là anh chưa hấp dẫn lắm, vì lý do là anh không thấy được cái sự mà nhộn nhịp của đoàn phim, hoặc lại được nhiều hơn những cái tình huống nó gây cái sự mà thèm muốn cho khán giả. Thực ra thì như này nè, là để cái gì đã thấy cái này là thích, thực sự là rất là thích, tại vì là quay về là rất là khó, tại vì cái mình không có làm được gì thì hết tất cả đó, thì là nếu mà nó may mắn thì nó xảy ra những cái mà gọi là xui vào đồng phim á, những cái tai nạn, những cái trục trặc này kia đó mình đưa lên phim rất là hay. Còn nhiều khi mình chỉ đi đoàn phim mà đứng ở ngoài quan sát là mình không được can thiệp vào đoàn phim hết. Tức là thực ra thì những cái mà mình chỉ được quay trong một ngày mà mình đã làm nhiều phim đã biết, nhiều khi là mình quay một cái phim mà cái người quay behind the scene mà đi theo đoàn phim á, đi quay hậu trường á, là đi theo đoàn phim suốt một tháng hoặc là đi suốt 4 tháng mà về dựng chưa được 3 phút nữa. Thế với một ngày mà quay như vậy đó là theo mình thì mình thấy là vậy là tốt, rất là tốt. Tất cả những cái tình huống mà xảy ra thì tụi em chỉ trước đó thì không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà sao biết được? Mình đi hai lần là không bao giờ biết trước. Dạ. Không bao giờ biết. Nói chung cái người quay bị hai lần là cái người mà rất là không bao giờ biết trước tình huống. Là vô cái đoàn phim nhưng mà mong là phim xảy ra tai nạn để mà quay. Đúng rồi. Cho nên tụi em coi ví dụ như cái cảnh mà mình đánh kiếm thì mình dự đoán sẽ xảy ra những cái tình huống nó rất là bất ngờ, cho nên canh góc đó và mình quay. Với lại nhiều người á cho cảm thấy là nhóm em rất là hạnh phúc khi được quay một cái cảnh mà có quy tụ rất là nhiều diễn viên. Tuy nhiên một cái nữa là cái vấn đề về thời tiết, nắng quá nắng và gần buổi qua cái buổi trưa đó thì tới mưa rồi thì mình đâu có quay được cái gì nhiều nữa, cho nên cái đó cũng là một vấn đề mà gây khó khăn cho tụi em. Mưa họ nghỉ chứ hay là họ cái đó không có khăn. Nói chung là bây giờ nhìn cái clip này các bạn là những người may mắn nhất, tại vì chưa bao giờ ai đi quay một ngày mà cơ hội nắm bắt quá nhiều cơ hội. Đó là những cái cảnh là em bé té không biết trước, cảnh tập đánh kiếm cũng không biết trước, các bạn gặp rất là nhiều may mắn. Và thậm chí lúc mà chuyển mưa các bạn cũng đó là một cơ hội. Hay là cảnh mà người dọn mọi người chạy đó là một cái đại cảnh một cái đoàn phim rất là lớn như vậy mà họ chuẩn bị cho thiết bị để họ dọn, thì cái đó là cái tư liệu tốt cho các bạn quay chứ không phải là không may mắn. Đang quay vào mưa là mọi người sẽ rất là căng thẳng lo lắng, xong mọi người nhìn trời, bạn chỉ cần quay những gương mặt căng thẳng của đạo diễn, của diễn viên, của tất cả những người trong đoàn, bạn sẽ thấy là họ lo sợ cái ngày đó lịch quay của họ không hoàn thành là chắc chắn là vậy. Rất nhiều thứ để mình quay trong một cái đoàn, nếu là càng nhiều trục trặc thì lại phim càng hay. Nói chung là cái clip này các bạn đi vào ngày các bạn rất là nhiều may mắn. Rất là nhiều sự kiện để quay, rất là nhiều cái. Và các bạn là thời gian của các bạn để dựng clip này rất là ít. Thành ra khi mà mình quyết định thì mình phải tận dụng thời gian. Từng cái gì mình bỏ vô và từng cái khung hình mình lấy, không cần đẹp nhưng nó phải độc đáo, nó phải là lạ. Nói chung là cái phim này thì tới là các bạn sử dụng nhạc cũng rất là dễ thương. Nó nhạc âm nhạc thì nó tạo cái cảm giác cho cái clip rất là vui, nhưng mà cái clip thì nó kiểu chỉ là hơi bị đơn điệu một chút, nó chỉ có một cái nhịp quay thôi, nó chưa có nhiều cái bất ngờ cho người xem. Nhưng mà đây là một clip coi vui và thấy thú vị, với một ngày như vậy là quá giỏi. Đội nhí xin chào ban giám khảo. Tại ba người nói ba câu luôn chứ, tự nhiên một hai người nhí người nhớ người kia gì muốn nói không? Dạ, sau đây đội nhí nhố xin mời ban giám khảo coi clip của đội của em. Chào các bạn, mình là nhí. Còn mình là nhố.
Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Điện ảnh trong tầm tay. Trong chương trình này, các bạn sẽ được coi hậu trường của các bộ phim mà các bạn yêu thích nhất. Ở đây sẽ có rất nhiều cảnh hài hước, chí dở và những cảnh các bạn không bao giờ tưởng tượng tới. Và xin giới thiệu các bạn một anh chàng rất là đặc biệt. Đây, anh Chảo. Anh Chảo hôm nay sẽ dắt chúng ta đến hậu trường của bộ phim Cô Dâu Đại Chiến. Và đây là bối cảnh đầu tiên của ngày quay hôm nay. Đây 53 bên tất một. Tưởng ai chứ tôi vợ mấy là bạn bè rất thân với nhau. Anh quá nhẹ nhàng. Anh đang bọc lấy một luồng nhựa sống. Đây 53 bên tất 2. And set. Thế thì cảnh quay hồi nãy nó có gây khó khăn nào? Khó. Thật sự là cái lời thoại đó, nó trông nó như vậy thôi, nhưng mà nó từng câu từng chữ nó phải đúng thì nó mới lột tả được cái chất nghệ thuật ở trong cái lời thoại. Quen nói chuyện nhanh rồi nên là hay bị bắt thoại đó, nên là líu lưỡi hả? Cũng phải quay một vài test thì mới có thể là trôi chảy được, để cộng lên cái cảm xúc của mình nữa thì nói chung cảnh này rất là khó với cái gì đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua bối cảnh thứ hai, đó là sân bay. Yeah, vậy là chúng ta đã tới sân bay rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với hậu trường của bối cảnh sân bay. Nghe nói thì đây cũng là một bộ phim mang tính chất hành động, thì cái tính chất hành động nó sẽ thể hiện như thế nào? Hành động thì có một chút hành động, thì phần nhiều cái hành động trong phim này là sử dụng kỹ xảo để thể hiện được cái một cái nét gì đó về nhân vật và một cái tình huống.